Chào mừng các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 30 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa 12, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Chính phủ tổ chức hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022. Tuyên dương 70 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu toàn tỉnh năm 2022. Sáng nay, 30 tháng 11, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Đắk Nông khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc hội nghị lần thứ 10 để cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy khóa 12 về nhiệm vụ năm 2023 bàn quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Năm 2022 là năm cái nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và các chương trình kế hoạch năm 21-25 của tỉnh. Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo thường xuyên sát sao của Trung ương, cùng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chúng ta đã thực hiện thắng lợi và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2022 đã đề ra. Sau khai mạc, hội nghị nghe phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn mười trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy khóa 12 về nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin chi tiết về hội nghị mời quý vị và các bạn theo dõi trên báo Đắc nông điện tử. Sáng 30 tháng 11, Chính phủ tổ chức Hội nghị Đô thị Toàn quốc năm 2022 để triển khai chương trình hành động về thực hiện nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 06 xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với một số mục tiêu cụ thể như Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50% tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 đến 1,9% vào năm 2025. Đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 đến 2,3%. Đến năm 2025 số lượng đô thị toàn quốc đạt khoảng 950 đến 1.000 đô thị, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại 3 trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Sáng 30 tháng 11, tại thành phố Gia Nghĩa, Hội nông dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 đến 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi đã năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh để làm giàu cho gia đình và xã hội. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội nghị đã tuyên dương 70 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đại diện cho 19.625 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tại hội nghị, Hội nông dân tỉnh đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 đến 2027. Sáng nay, 30 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu thanh niên sung phong tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022 đến 2027 với sự tham gia của 80 đại biểu chính thức đại diện cho 1.397 hội viên trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội khóa 4 với 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Sô giữ chức danh chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Dịp này, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam trao bằng khen thưởng ba tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 đến 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trao bằng khen cho ba tập thể, sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào xây dựng hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 với sự tham gia của 10 ý tưởng xuất sắc được ban tổ chức lựa chọn từ 32 ý tưởng tham gia vòng trung khảo. Cuộc thi được phát động từ tháng 8 tháng 2022, nhận được 32 ý tưởng thuộc các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chế biến thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội, phát triển kinh tế. Tại vòng trung khảo các thí sinh trực tiếp trình bày ý tưởng, đề án khởi nghiệp, tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng khi áp dụng vào thực tiễn, trả lời những câu hỏi của các thành viên ban giám khảo về các vấn đề cần làm rõ liên quan đến ý tưởng. Ban tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất, hai giải nhì và bốn giải ba cho các ý tưởng xuất sắc. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại